Mọi người hãy follow kênh Cẩm Chim TV để thấy được những cảnh behind the scene nha. Một, hai, ba, vô! Cà phê thẳng tiến về Bắc Giang. Bị gần về tới Bắc Giang rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình nghe trong ly cà phê là có mùi vải rồi đấy. Wow. Tự mình tưởng tượng ra mùi vải là rất là gần, cách mình mấy trăm cây nữa rồi. Mình đã đi được gần 2.000 cây rồi. Ok. Gọi là anh Tùng ít lộn anh. Anh Dũng là hộ tống hai chị em. Hai chị em là mấy ngày vừa qua là có cảm thấy lúc nào đó mà mệt hay là run sợ với Phạm Dũng không? Run sợ, tại vì là niềm tin là trao hết mà. Thì trao niềm tin gửi nụ cười. Dạ đúng rồi. Nhận chứ... lại một tài khoản siêu to khổng lồ của ngân hàng. Cái đó thì hết chui. Cái gì gửi tiết kiệm ấy. Dạ. Trao niềm tin gửi nụ cười. Xin chào cả nhà, và hiện tại là Tiên đây là buổi sáng ngày thứ ba rồi, cũng như là các anh em đã có một cái 3 ngày ngủ tại khách sạn cũng khá là thoải mái và cũng như là ngủ yên giấc. Như Tiên là Tiên ngủ không biết gì luôn, nhưng mà chị Diễm mà không có gọi Tiên là Tiên cũng không biết gì luôn. Chưa luôn. Có nghĩa là trên chuyến đi thì mình có thể là gọi là bung xỏa cũng như là thể hiện cái năng lượng của mình hết 100% công lực luôn, nhưng mà khi đó nằm xuống rồi là coi như là hết pin. Hết pin. Dạ, phải sắc nguồn, cần phải sạc lại. Và hôm qua chắc là đi ngủ chứ không phải được 8 tiếng rồi cũng đủ giấc. Đủ giấc luôn. Theo tiêu chuẩn của khuyến cáo của bác sĩ đó. Dạ. Nên là hy vọng là sắp tới sẽ có nhiều cái chia sẻ cũng như là những cái trải nghiệm mới để mang đến cho khán giả trên kênh của anh chị Phạm Dũng và Behind the Scene ở tên kênh Cẩm Chim TV nha. Hay quá Tiên ơi. Xin chào cả nhà, hiện tại là Tiên đang có mặt tại Nghệ An rồi. Phía sau lưng của Tiên là những cái dãy núi rất là đẹp ha. Và Nghệ An thì mọi người cũng biết rồi, đây là quê hương của Bác Hồ, chính yêu của chúng ta. Đây, cảnh vật rất là đẹp. Cứ mỗi nơi thì là Tiên đưa đến check in ở đây. Và hôm nay Tiên cũng đang đội một chiếc nón, gọi là chiếc nón lá nghi che. Chiếc nón của quê hương mình, được mua tại thủ phủ kinh thành Huế đó cả nhà. Phía sau lưng Tiên là cái cổng chào của Hội An nha. Ôi, xin lỗi, Nghệ An nha. Đây là hình ảnh của chị Diễm khi tác nghiệp cho mọi người, nên là rất thương chị Diễm luôn. Nắng dù nắng gió nhưng mà cảnh đẹp thì cũng sẽ quay cho cả nhà xem. Chị Diễm đang là tạo dáng nha, rất là dễ thương luôn. Nón sen mà mùa sen nữa. Cái nón hơi che khuất chị Diễm rồi nha. Trời ơi, thơm quá à. Thơm quá trời sen, đúng không? Nằm sen đẹp quá trời luôn các bạn ơi. Cái hoa ở đây là gần Tiên nhất nè. Đó. Đẹp chưa? Cái tướng Tiên quay phim hơi lạ nha cả nhà. Ô, bây giờ hai chị em đang ở đầm sen mà gọi là sen đẹp mà mình cũng cảm thấy đẹp lây thêm sen luôn. Nhưng mà phải nói là chuyến đi này mà hai chị em mình tậu được hai cái nón lá này là quyết định chắc là đúng đắn nhất là... trong những cái gọi là trang phục phụ kiện hay đi theo các bạn. Kiểu ơi. Như là có thể là đi hết mọi miền đất nước mà không quan ngại về nắng đúng không? Đúng rồi, tại vì bình thường là nếu mà đeo khẩu trang thì không có quay được. Đúng rồi. Nên là có hai cái nón lá này nó che nó cũng đỡ các bạn ơi. Đúng rồi. Cũng như là đeo khẩu trang thì mình mọi người sẽ không có thấy được cái vẻ mặt của mình khi mình hưng phấn mình thấy cảnh đẹp. Hai cái nón này đúng là nón Việt Nam là mãi đỉnh, nón lá Việt Nam mãi đỉnh. Nên là khi là má mai của Tiên ở bên đó, đó là đi làm ruộng hoặc là đi cấy cũng đem theo cái nón, mà thậm chí là khi mà đi du lịch những cái nước khác đó, thì cũng đem theo cái nón lá của mình để đội nữa đó. Nón lá, hoa sen và áo dài, những cái nét đặc trưng mà phải nói là rất là tự hào luôn ấy. Dạ đúng rồi. Đẹp quá. Quá chị đẹp luôn. Rồi bây giờ anh em mình chuẩn bị đi tiếp nha. Đúng rồi, chuẩn bị đi ăn đó bụng rồi. Mình lên ha. Cái sen này quá đẹp luôn, vừa to
mà là dừa thơm nữa. Nhưng mà theo theo em là cái sen này giống như là sen kiển thôi, chứ nó không có đạt chuẩn để sen mà đi chân vậy. Không em, sen kiển ý em là sao? Có nghĩa là nó hơi ít cánh á. À, kiểu là sen truyền thống á đúng không? Rồi, sen là sen người ta không có thật chăm. Thật ra là không phải đâu Tiên. À, sen nó có rất nhiều loại nha, có những loại là nhiều cánh, nói chung là mình được biết là sen của mình là nó có rất là nhiều loại giống khác nhau, có những loại là cái nó không nở to như thế này nhưng mà nó vừa thôi, nhưng mà nó vậy này mà đúng rất rồi. Là nhiều cánh, nên em mới nói là cái loại này là cái loại không có được nhiều cánh, là nó như vậy thôi, nhưng mà nó đẹp, truyền thống á, là một cái vẻ đẹp rất là mộc mạc mà không có lẫn vào đâu được ha. Khi mà Tiên trên đường á, xung quanh đường á mà thấy cái cằm sen này gọi là nó nổi bật lên luôn. Nhưng mà Tiên mặc cái áo này rồi đội nón này nữa là cũng nổi bật lên luôn á. Cảm ơn chị. Cằm sen này các bạn coi nè, mà hôm nay để mang đôi giày cánh sen hồng cánh sen đó. Cả nhà, hiện tại là Tiên đã tới một cái quán cơm xe tải. Đây, quán cơm xe tải Hồng Thấm ha. Đây, ở dưới chân núi luôn. Và phía sau lưng Tiên á, cảnh rất là đẹp luôn. Một quán cơm ngay vần trong núi mà rất là đẹp ha. Đây. Lát nữa cả nhà, các anh em trong kia cũng sẽ chui qua cái hầm này. Và cả nhà ơi, để xem được full cuộc hành trình thì mọi người hãy follow kênh của Phạm Dũng để có thể thấy được những chuyến hành trình của tất cả các anh em. Còn để xem được những cảnh hậu trường behind the scene, cũng như là về những cảnh hậu trường và về khách sạn, nhà hàng, nghỉ ngơi thì mọi người hãy follow kênh Cẩm Thiên TV nha. Phía sau lưng Tiên đang có một chiếc xe màu vàng rất là đẹp ha, cùng với cảnh núi rừng, và cũng như là ở đây thật sự là rất là đẹp luôn, mặc dù chỉ là mình ghé ngang cái trạm dừng chân để mình có thể ăn uống thôi, mà ngoài ra mình vừa được ăn ngon, vừa được ăn no, mà vừa được nhìn thấy được cảnh đẹp nữa thì còn gì bằng, đúng không ạ? Khi mà nhìn thấy những cảnh này thì chắc là những người dân mà xa quê hương khá là lâu đó, thì mọi người sẽ cảm giác một cái Việt Nam mình bây giờ rất là đẹp luôn, đúng không? Và cũng như là Việt Nam của mình bây giờ phát triển ra rất là nhiều rồi á. Nên là nếu mà mọi người có thời gian mà cũng như sắp xếp được lịch trình của mình thì mọi người hãy về Việt Nam để cảm nhận được cái vẻ đẹp của Việt Nam của chúng ta nha. Thơm giòn, ngọt nhẹ. Giờ mình vô gọi cơm hát một xíu, mình quay trở ra mình sẽ lấy một cây vậy là 200.000. Hay quá. Nhìn anh làm tôi nhớ là cái nghề, cũng như là nhớ lại lúc mà đi sóc ốc á cả nhà, lắc chảo. Quá là xịn sò luôn ha cả nhà ha. Một cái
là một mình ảnh là nấu nguyên một dàn bếp này luôn, một mình tự nấu luôn ha. Nguyên đồ hủ nè, ốc cơm chuối đậu nè, đây là rau luộc nữa ha. Nấu cơm mà nấu bằng khay luôn à, quá đỉnh, quá đỉnh luôn. Nồi này chỉ là phụ thôi nha cả nhà. À, anh này giới thiệu đây là cái nồi mà nấu bảy khay lúc đó, nấu bảy khay một lúc ha, hết công suất luôn của quán luôn. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Đây là những thành quả nha, thịt rang nè cả nhà. Bữa cơm của ba anh em, trong đó là có ốc nấu chuối đậu nè, thịt rang nè, gà lá chanh nè. Và đặc biệt là còn nổi bật ngày hôm nay là chén cà pháo mắm cơm. Oh my god, đây là công tác tác nghiệp khi để vừa phải làm YouTube, vừa phải làm fanpage và vừa phải làm TikTok này cả nhà. Phải là đây là quá trình tác nghiệp nha cả nhà, để có được những cái bức hình hình đẹp cũng như là những chiếc video gửi lên cho cả nhà thì các anh em phải hoạt động 200% công suất. Wow, đây là cái một cái cuộn lương mà Tiên không biết là tại sao mà người ta có thể cuộn được như vậy ha. Kiểu em không có thấy được cái mối mà nó ghim vào nhau luôn mà tại sao lại dính như vậy thì không hiểu. Không hiểu là người ta làm kiểu gì ha, chắc về phải học hỏi. Bây giờ là Tiên sẽ đi lấy cây trà đá nha cả nhà. Ô mọi người ơi, đây là cái con dê đa mà Tiên cũng có thể là Tiên câu ở Thụy Điển nha. Nay gặp nó rồi nè. Ủa? Nhìn giống lắm luôn á. Đúng kiểu. Hiện tại là các anh em đã đến được tới khách sạn ở đây là khách sạn Mandala Hotel and Suites, khách sạn 5 sao tại thành phố Bắc Giang nhé cả nhà. Ở đây là anh Hải Sa Ba của chúng ta. Ta-da! Bây giờ là Tiên và cũng như là các anh chị cũng đã có mặt tại khách sạn này rồi, và khách sạn này tên là Mandala Hotel and Suites, và hiện tại là các anh em đang chờ làm những cái thủ tục cũng như là cất xe, và hiện tại Tiên và chị Diễm đã có mặt ở đây và anh Dũng cũng ở đây cũng bay flycam một chút xíu ha. Và bên ngoài thì Tiên thấy cái đây là một cái căn hộ giống như là có nhiều căn hộ chung cư khác nhau và là họ cho thuê, nhưng mà cụ thể như thế nào thì lát nữa mình vào bên trong mình quay sẽ biết nha. Nhưng mà bên ngoài thì Tiên cảm thấy là nhất là sang xịn mịn nằm tại thành phố Bắc Giang nha cả nhà. Đây, hai chị em của Tiên đây. Bây giờ là xuống đồ rồi cả nhà, bây giờ là đang chờ các anh sẽ đi cất xe, xong sau đó mình sẽ nhận phòng. Ở đây là căn hộ này thì ở bên trong khu vực ở thành phố Bắc Giang, luôn nằm ở số 55 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang. Và sau khi đến đây thì chị Diễm để ý cái gì nhất ở đây? Xuân Coffee and Tea. Hay bây giờ đi vô gọi ly trà sữa luôn. Ủa, ly cho nóng hả? Kiểu như hai trong có trà sữa không nữa. Kiểu như hai chị em là phải cái đâu cũng uống trà sữa. Đúng rồi. Tiên thì nói uống trà sữa cho oai thôi mọi người, nhưng mà thật ra là mình đạo trà, thích trà nên là thường là sẽ kêu những cái món như là hồng trà, lục trà hay gì đó gọi là tấp bên ăn kèm. Ở đây chỉ có trà vải thôi chứ không có trà sữa đâu. Hành lý thì đang ở phía kia rồi, lát nữa mình sẽ đem lên trên
khách sạn để xem là khách sạn cũng như mình coi được không gian khách sạn như thế nào nhé. Đây bây giờ mình sẽ đi vào cái quán cà phê này. Kính chào quý khách, xin mời Diễm. Rồi. Quán cà phê rất là dễ thương ha. Với một cái tông màu xanh nè. Cái quầy order rất là đẹp. Đây coi. Đây không gian bên trong ha. Dạ, đây là menu của quán trà ha, và Tiên và chị sẽ order cái này là trà ô long đào sữa. À, không gian quán rất là dễ thương. Kế bên khách sạn ha. Dạ. Yeah. Các bạn nhân viên đây cũng rất là dễ thương. Hai chị em mình cũng dễ thương nữa. Ở đây cũng có một cái background rất là dễ thương ha. Mình ngồi đây sẽ có thể chill. Hai chị em đang ngồi đợi trà sữa nha. Đi. À, đi đâu cũng không thể nào thiếu pin hay gọi là đó. 2 ly. 40 ngàn một ly. Ở đây có rất là nhiều giá ha, từ 20 và cao nhất là 60. Xin chào, và mọi người biết đây là ai không? Hello. Đây chính là anh Hải Sapa TV. Rồi. Nhìn anh Hải nhìn rất là dễ thương ha. Tại mình đưa nó đầu độc mình anh em ạ. Quay này hay nhờ, quay này rất là tiện luôn. Em thấy nó cũng cứng nữa. Em cũng thấy nó cứng à? Em thích cứng à. Cái nào cứng thì mình cầm nó mới chắc tay. Thế à? Nên là em thích cái cây này. Nói chung là nếu mà cứng thì cho cái nhà bây giờ ở đây là có cái không gian thì rất là dễ thương rồi, cũng như là cái nước nếu mà ngon nữa là tuyệt vời ha. Anh sẽ đưa em vào check-in khách sạn siêu đẹp. Dạ, em cũng đang mong đợi phút giây đây. Để nghe anh giới thiệu nhiều. Ủa đây con nào giới thiệu? Meo meo. Meo meo. Meo meo. Đây hai chị em. Con đào sữa là có đào đó. Hay quá. Rồi, cảm ơn nha. Trà sữa xinh sang xịn mịn. Lấy túi thôi. Các bạn sẽ thấy clip này, clip này không thấy cầm thiên đâu, chỉ thấy mặt anh Hải. Để thấy được những khoảnh khắc này thì mọi người hãy follow kênh Cẩm Chim TV để thấy được những cảnh behind the scene nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Chào anh em cái là. Trời ơi. Đây là nhìn giống cảnh sát Việt Nam không phải? Bảo vệ anh em nhé. Security. Em đang đánh vần. Đúng đi. Cái này quên. Dạ. Cái này là của anh Hải này. À trời, quên mất anh An. Đó. Đây, trà sữa. Đây để em qua mua cho. Ê, xíu xuống, xíu xuống. Cháu dễ thương quá kìa. Chị, cháu dễ thương quá kìa. Mua trà sữa đây nè, bây giờ cầm kia lại đi mua tiếp. Đây cầm đi em đi mua. Đi mua cho anh. Mình đi mua trà sữa. À, xin chào em, cho chị thêm một trà ô long sen, ô long hồi nãy. Ô long đầu sữa của em mới hết luôn hả? Vậy còn cái trà sữa nào ngon hả? Ok. Vẫn mang về. Thầy chị gửi nha. Cảm ơn. Khi mọi người mua trà sữa lại quên mua cho anh An, mà anh An sẽ rất là giận nếu như pha này mà anh An không có trà sữa nha cả nhà.
Nếu mọi người chưa biết anh An là ai thì là anh An là một trợ thủ đắc lực của anh Hải Saba TV. Không có là không được. Assistant manager. Kim luôn gọi là quản lý. Kim luôn đạo diễn chụp hình quay phim. Đây là quán trà sữa tại Việt Nam. Kế bên khách sạn Manala Hotel and Suites. Có cả nước ép nữa cho ai đó cần. Dạ. Nhưng mà em đi đường xa có mệt không ạ? Dạ em đi thì cũng gọi là hơi hơi mệt thôi, nhưng mà anh Dũng thì lái rất là êm cho nên là em đi không có bị không bị say và không bị ói. Tại vì em là hay bị say xe cho nên là chỉ cần là người lái êm là em đi đâu em đi được hết. Sao em anh lái em mà em không được say? Dạ dạ xong. Có luôn. Ừ, có luôn, rất là nhanh ha. Chân châu có vẻ là ngon á, tại mới nấu nè. Cũng là để cho nó mềm á. Thank you. Quá nhanh không đi được. Dạ. Xin mời. Bây giờ mấy anh em đi check-in khách sạn nha cả nhà. Anh tháo cái chui ra đi anh. Thì anh nói nó sẽ nghe rõ hơn. Ôi cái chui. Xin lỗi chị. Đi chờ đấy. Quen này mình tí đấy nhỉ? Anh em biết tiếng quen rồi đấy. Anh em mình đang chờ để làm phẩm giúp cho để check in khách sạn. Bây giờ mình muốn tâm sự với anh là mình lên phòng. Mình lên tàu với ông là khác này. Cái bóng không đẹp lắm, chỉ được đâu. Bởi vì là đã là uống thì được phải chọn cái chỗ mà được thưởng thức, không phải uống gì. Đúng vậy nhớ biết ăn những cái cảnh này là rất nhiều kinh nghiệm luôn. Đây luôn là mình vào đây sống với anh Hải đó. Hai người ta có đồ, có đồ cho nhiều hơn. Mày là lửa đấy, chặn luôn rồi nha. Đẹp quá. Đẹp lắm rồi. Có hai cầu thang, cầu thang 5, cầu thang 1. Đại ca, mời bơ cho một cái thẻ nhé. Vâng, được, từ từ đã. Từ từ, không bảo, không bảo, chú bảo vệ, từ từ đã. Chú bảo cái thang máy, từ từ đã. Dạ. Rồi, chú bấm đây. Chú bấm đây, để giữ tăng đấy. À, bấm đi. Tầng đây, tầng rào hả? À, 27. 27 rồi, ok, 27, rồi, được. 27 sau lưng tầng rào được lên lên thủ. Rồi, rồi, ok, không rồi, rồi, chú okay, nó kẹp nhưng mà... Cho anh nhảy cái. Ok, ok. Hay quá chú ơi. Đây là người cất giữ... Báu vật của các bạn Dũng. Nhìn flycam của Phạm Dũng sau khi bị rơi ở Quảng Trị, à Quảng Bình. Thương thương tích đầy mình. Mà chính đây là người chứng kiến từng cảnh mà anh bốc la cao trong lúc bay nè. Kèm xíu nữa là không có tiền mua lại là khỏi bay luôn, đi quay vải mà không. Nó rớt xuống em chụp luôn á, thì nó làm phát đây này. Phát đây nè. Chém vào tay à? Chém vào tay luôn. Có bị không? Hay okay. Có giữ được ngón tay là tốt rồi. Cầm trên TV là người chứng kiến hết rồi. Chủ quan quá. Anh Hải cho ở phòng khác quá các bạn ơi. 279 số đẹp. Chín nước anh. Em mình giờ này là số má gớm anh em nhỉ. Hai bảy